ngày 29 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố châu đốc tổ chức cuộc họp phối hợp Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội sản phẩm đặc trưng nổi tiếng An Giang và các vùng miền năm 2023. Bà Nguyễn Tâm Thuyết Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang, ông Phạm Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố châu đốc chủ trì cuộc họp. Theo kế hoạch, ngày hội sản phẩm đặc trưng nổi tiếng An Giang và các vùng miền năm 2023. Dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 năm 2023 tại quảng trường Phường Châu Phố A với 5 tuyến đường lân cận, đường Chi Lăng, đường Bạch Đằng, đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Thủ Quang Nghĩa và quảng trường Phường Châu Phố A, thành phố Châu Đốc. Dự kiến sẽ có 200 gian hàng, tối thiểu 100 đơn vị tham gia, chia làm 3 khu vực chính, khu vực triển lãm trong nước, khu vực triển lãm sản phẩm xuất xứ nước ngoài, Thái Lan, Campuchia, không gian giao lưu văn hóa ẩm thực, Bên cạnh đó, sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, biểu diễn cộng đồng hàng ngày, đặc biệt có trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc sản, sản phẩm du lịch của địa phương, hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp An Giang và các tỉnh thành phố. Ngày hội sản phẩm đặc trưng nổi tiếng An Giang và các vùng miền năm 2023 nhằm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh doanh và quảng bá sản phẩm thương hiệu, nhất là các sản phẩm của tỉnh An Giang đến giới người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đồng thời quảng bá hình ảnh nét đặc trưng văn hóa quan giang thông qua văn hóa ẩm thực đặc trưng các món ăn truyền thống và các món bánh dân gian đến với người dân du khách trong và ngoài tỉnh tăng cường mở rộng giao lưu kinh tế văn hóa giữa tỉnh an giang với các tỉnh thành phố việt nam qua đó hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp trong nước quảng bá thương hiệu giới thiệu sản phẩm hàng hóa nắm bắt nhu cầu thị hiếu khách hàng người tiêu dùng từng bước cải tiến mẫu mã nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế